Rồi hôm nay mình có nhận chiếc xe Isuzu 35 bị cháy bố rồi, thì giờ đang mở ra nè. Thì trước khi mà biết nguyên nhân bị cháy bố, bạn phải coi rồi cái tay côn của bạn có thể bị chạy vào côn như này. Tay côn là không có độ rơ nào, bạn không cứng nhắc nè. Thường thường làm xe cái nồi các bạn cũng phải có độ rơ chút, nó độ rơ nhẹ nhẹ vậy nè đó. Còn cái này nó cứng nè, không có độ rơ nè, không độ rơ luôn, nó cứng nè. Là có thể là chủ xe chạy rà côn mới rà ra, để số 3 số 4 chạy kẹt xe chạy rà nè, rà liên tục dễ bị cháy bố. Hoặc là dừng đèn đỏ để số 2 số 3 số 3 rà luôn, là nặng máy rà liên tục luôn, từ từ nó tự căng ra. Ban đầu nó có độ rơ nhưng mà rà kiểu đó nó tự căng ra và đầu nó ép bố bạn, là bắt đầu cháy bố. Rồi mình mở cái nồi ra các bạn có thấy nha, thợ mình đang mở ra nè. Thì nồi là nó bắt và nó lôi cái xe đi nhẹ hơn đó bạn. Thì mình làm phải đúng quy trình nó mới có độ rơ, rồi xong mình chạy đừng có rà côn đó bạn. Mà bố phải đúng, nó sắp lá sắt không được cong, bố không được cong đó bạn. Mình mở ra, thường thường nếu mà bạn hiện tượng cháy bố là nhớ nó đen như màu cống các bạn. Thường thường có nhiều loại đen lắm, đen như mè đen nè, đen như cống á, đen như cống là nó cháy bố các bạn. Còn nó đen theo kiểu màu cái cục xương sáo á thì nó trong trong vậy đó, nó chưa cháy bố các bạn, là nhớt cũ thôi. Mình mở ra cho bạn thấy. Bây giờ mình bắt đầu bắn rồi, bắn đi, bắn mấy con ốc ra rồi. Nó sẽ chảy nhớt rồi, mình sẽ coi cái tình trạng nhớt là mình sẽ biết cháy bố các bạn. Nhớt phải màu đen cống nha, còn màu đen mà xương sáo là bình thường nha. Để mình kiểm tra. Nói chung là bạn phải biết tinh mắt bạn giờ mới thấy nha, chứ bạn người thường nhiều khi giờ mà không phân biệt được nào là nhớ cháy bố nào nhớ nhớ cũ luôn không. Có gì mà không biết đưa qua mình coi. Đây. Không thấy. Đó, bạn thấy không? Cái màu nó như mà đen như màu cống rồi đó. Là lát cái nồi rất là dơ các bạn. Mình mở ra. Dơ vậy nó ảnh hưởng tới chất lượng nhớt. Bơm lên đầu lòng. Tắt rồi. Rồi. Đây, thấy không? Rất là dơ các bạn nè, mình xài đây. À, thấy ghê không? Này màu cống nè, nó không có trong nè. Cái màu nó đục luôn, nó không có trong, đen đục á. Còn cái nào đen trong á là rất là dễ thấy, là đen như màu xương sáo nâu nâu á. Nó là màu cà phê á thì nó không phải là cháy bố. Rồi. Nó nồi cháy bố này. Đó bạn coi cận cảnh cái nồi mình chạy rà côn hay là cái gì đó cháy bố. Rồi lấy. Rồi. Đây máy bố lấy mày, coi. Đó mà giả lần ừ. Bạn thấy không? Máy bố nó cháy ra bã nè, nó xước nữa không? Nó xước nè. Nó sọc nè, thấy không? Sọc nè. Nó sọc nè. Cháy hết rồi rồi, rồi lá sắt luôn. Là cháy lá sắt hết luôn rồi nè. Rồi mình sẽ phích nồi lại thay bố lá sắt này nọ lại canh lại cái nồi. Giờ còn cái đáy nhôm nó có khuyết không? Đây, lấy cái đáy nhôm luôn. Bắn đi. Nó chàng đáy nhôm. Coi đáy này chứ đi rồi. Nóng rồi, nóng rồi. Cái nồi mà cháy bố là nóng rồi. Coi bị sướng không? Phải kiểm tra coi nó ăn cái đáy nhôm không? Chùi ngay. Cái đáy này có không? Rồi, ok, cái đáy này đẹp nè. Nó có sọng nè, nhưng mà đáy trong mình thấy sọng á. Bắn đáy trong nè. Cái đáy trong nè. Đó, thấy sọc không? Đây nè. Sọc mà đó, nó đang ăn rồi đó. Ngồi bắn rồi. Vô số. Nãy quên bắn này chứ. Rồi.
nóng mà. Mấy cái nồi cháy bố nóng. Chà. Khi làm xe xong mình sẽ dặn khách chạy, có thể là do khách chạy nữa. Chùi hết đi. Rồi cầm lên, cầm lên. Đây mà chấm vô cái, chấm vô cái mình làm. Rồi đây. Đó, bạn thấy nó sướng không? Bây giờ mình sẽ đi xử lý lại cái đế này, cứu được cái đế. Chứ nếu mà mua cái đế là mấy trăm ngàn hả bạn. Rồi. Và mình sẽ lên máy tiện, mình sẽ lấy phẳng lại cái này, vớt lại một bát nhẹ cho nó hết sọc này nó nổi quá. Ok. Giờ mình tới tìm tiện anh Ngọc rồi nha. À, tìm tiện anh Ngọc nè. Rồi. Để em chuẩn mình vớt cái đế cho bạn nè. Có gá nè bạn, vớt là nó chuẩn. Cái gá nè. Gá vô nè. Là phải chính xác nó mới không lạng bố đó các bạn. Cơ khí phải chính xác nó không lạng bố. Thì sau khi vớt này về mình canh lá sắt lợ dày lên xíu. Rồi thay bố mới cho bạn. Kiểm tra đầy đủ vệ sinh là hết. Thì bạn này nói cái nồi đã làm rồi mà chạy chở hàng bị cháy bố. Đang canh đều quá bạn. Video quay cho bạn biết là cháy bố không đơn giản, mình phải lên máy tiện canh lại cái đế bùm la các bạn, mình chạy đừng có rà côn các bạn. Rồi mình vớt nè, dao cái dao đưa dao vô vớt nè. Dao phải bén đó, đưa vô vớt rồi thấy không. Đi nhẹ một bát vô thôi các bạn thấy không, cho nó mất cái gờ đi cái sọc á. Thấy đều không, thấy nó đều không, không nó không lạng không. Rồi cho lá sắc lên. Lá sắc lề mua lá 2x2 căng lên nữa. Nó lọt mấy dèm mà phải ngắm khoảng mấy dèm? 3-4 dèm. Mất cỡ 4 dèm hả? Ừ. Ngăn sâu nó tiếp nhiều lắm. Ừ. Đó, thì vớt bạn thấy không? Đẹp không? Đó. Giờ mình sẽ canh lá sắt lại cho nó dày lên, lấy thịt lại cho cái miếng này. Đó là cái cú nồi bị cháy bố đó bạn, bị hư đế đó. Chứ nếu mà thay đế mấy trăm ngàn rồi. Giờ mình bỏ đó bố lá sắt vô, mình coi nó hụt mấy dèm các bạn. Mình đo lá sắt này lá sắt cũ, nhưng mà này mình để mình đo thôi chứ lát là thay lá sắt hết. Đo coi hụt mấy dèm.
coi nhắm cỡ hụt mấy gì. Ly. Rồi hụt ly mình phải chiêm lá sắt lên có 2 ly mấy. Rồi mình canh lá sắt rồi, đi mua lá sắt khác. Rồi mình lấy lá sắt cỡ 2 ly 2 vàng đó các bạn. Rồi canh lên đi. Lá sắt nó dày hơn để lấy thịt là cái đó đó. Bố mớ. Lá sắt. Lá sắt nó lỗ nuôi nhớt nữa rồi. To cho kỹ dứt. Đủ hơn. Rồi. Rồi. Mình đã cứu được cái nồi xong rồi, đôm nó sắt lên là đủ cái ly nó chuẩn zin. Ráp thôi. Thì xong. Thay nhớt khác, vệ sinh là thay nhớt khác.